Dạ, Trang xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị các bạn. Và hiện tại thì Trang đang có mặt tại xã Định An. Ngày hôm nay thì Trang quay trở lại thăm ba bà cháu của bé Thảo Nhi cùng với bé Hoàng Anh. Dạ, thì hôm trước thì Trang có chia sẻ video lên, Trang về trình bày với ông Quỳnh Minh Châu. Thì chú có thấy hoàn cảnh của ba bà cháu khó khăn quá, không có lao động mà ngay cả cháu nhỏ ông bà cô chú anh chị rồi không có được miếng ăn nữa, nên là bây giờ chú bảo Trang là nhanh qua để mà hỗ trợ cho ba bà cháu, để ba bà cháu có một số tiền để mà xoay sở trong cuộc sống đó bà cô chú anh chị. Dạ, còn bây giờ thì Trang xin mời bà cô chú anh chị mình cùng đi vào trong cùng với Trang nha. Chào cô, cho con đi nhờ cô. Dạ. Đường vô như thế này nè bà cô chú anh chị, cho nên là bé Thảo Vi Thảo 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 Nhi á không có đi vô được. Con chào ba. Giỏi. Giỏi. Đi rồi tới đây. Con có ăn cơm không Hoàng Anh? Mới đi học về gì con? À. Ồ, bữa nay ba bà cháu ăn cơm cá mòi đó hả? Ba ngồi. Bà ngồi đi bà. Không, bà ngồi đi, bà ngồi đi, con đứng được rồi. Cá mòi của ai cho vậy Nhi? Hả? À, của chú Tony. Bà ra đây bà ngồi đi bà. Ngồi đi đi. Ừ, bà ngồi đi đi. Để cho bé Hoàng Anh ăn cơm luôn đi. Mới đi học vậy Hoàng Anh? Bữa nay là thi xong chưa con? Chưa. Chưa thi hả? Bữa nay ngày mai mới thi hả? Còn là Thảo Nhi con ăn cơm chưa? Ăn rồi hả? Nãy con ăn gì? Con ăn cái gì? Con ăn cái gì con quên luôn á. Bánh mì. Bánh mì hả? Bánh mì gì? Bánh mì gì? Bánh mì không. Bánh mì không hả? Ai mua cho con ăn? Ngoại hả? Rồi ngoại mua thịt cho con ăn chưa? Ngoại. Mua rồi hả? Ăn thịt gì vậy? Con ăn thịt gì hả? Mì. Ăn thịt gì vậy? Thịt heo. Biết chưa? Thấy thịt heo chưa? Thịt heo bà ngoại làm gì cho con ăn? Chiên. Làm gì? Nấu miếng đó vậy rồi mua bánh canh đó. Dạ. Rồi nấu cho anh em ăn. À. Rồi cháu vô không ăn cho nó nói chiều nay chắc con bận quá. Mà nước cháu không ăn đi. Con bận quá hả? Con bận. Con bị gì Nhi? Con bị gì? Con bệnh. Con bệnh hả? Dạ. Con thấy sao trong mình? Ối. Ối hả? Sao ạ? À? Sao mà ói? Ăn cơm muối tiêu quen rồi giờ ăn thịt ói hả? Chứ làm sao? Con ăn thịt mà. Hả? Con cũng ăn thịt mà. À, hôm trước con cũng ăn thịt mà hả? Ý là nói là ăn thịt không có sao đó, chứ không phải là do ăn thịt mà ói, mày bố không, ông bà không cho ăn thịt nữa. Cũng trả lời khôn quá. Biết trả lời sợ. Già cả trẻ nhỏ nữa. Đừng Bảo Nhi á thì Thảo Nhi thì không có đi đứng được bình thường, rồi bất tiện cho ba bà cháu, nên ngày hôm nay thì con thay mặt cho chú Quỳnh Minh Châu. Thì chú Quỳnh Minh Châu có gửi đến gia đình của mình số tiền là 5 triệu đồng. Ngày hôm nay thì con sẽ đến đây để trao số tiền đó cho ba bà cháu nha. Dạ đây cho con gửi bà 1 triệu. Dạ 2 triệu. Dạ 3 triệu. Dạ 4 triệu. Dạ đây là 5 triệu. Rồi. À, con gửi cho ba bà cháu. Chú Quỳnh Minh Châu. À, dạ, con không biết thì cuộc sống của ba bà cháu thì số tiền này trụ được bao lâu. Dạ. Nhưng thì con
không có giúp được gì cho ba bà cháu thì con chỉ biết là chia sẻ giúp ba bà cháu thôi. Thì con cũng mong muốn ba bà cháu sẽ tiếp tục gặp được quý nhân cũng giống như là gặp được những nhà hảo tâm có thể cứu mang cuộc sống của ba bà cháu. Tại vì bây giờ là một bà 70 tuổi nuôi hai đứa cháu, một đứa thì đi học, một đứa thì đi đứng thì bất tiện, cũng không có tiền của trợ cấp của nhà nước gì hết, không có lao động chính, cũng không có bằng gia nghề nào hết. Sống thì nhờ bà con chồng xóm, thì có một cô gì đó nấu ăn, nấu cơm từ thiện, thì cô đi nấu cơm thì cô xách cơm về, thì bé Hoàng Anh có đi học về thì cô bảo Hoàng Anh lại lấy ăn. Đó là cuộc sống hàng ngày của ba bà cháu, nên cái việc mà sinh hoạt mua đồ ăn thêm hay là đóng điện nước gì đó thì mấy bà cháu cũng không có tiền. Nội mà tiền cho Hoàng Anh đi học hàng ngày cũng không có trang trải nè, không có trang trải nổi nữa. Thì với cái chú Quỳnh Minh Châu hiểu được cái sự khó khăn của mình, thì chú có bảo con là đến đây trao số tiền cho gia đình của mình. Thì mong muốn của chú thì giúp đỡ ba bà cháu vượt qua khó khăn không biết được bao lâu, nhưng mà cái đó là tấm lòng của chú. Thì cũng mong muốn cho ba bà cháu để mà duy trì cuộc sống ba bà cháu nó được tốt hơn. Ít nhất là gì nó cũng tốt hơn trước kia. Thì trước nhất bà cũng cảm ơn hai chồng Trang, sau nữa là chú Quỳnh Minh Châu. Cảm ơn chú Quỳnh Minh Châu nhiều, giúp đỡ cho bà cháu trong một cái hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn chú Quỳnh Minh Châu nhiều. Không biết nói gì hơn là cảm ơn chú Quỳnh Minh Châu với cô Trang. Dạ, thì con thì đến đây thì để giúp đỡ hoàn cảnh, chia sẻ với mình thôi. Thì mong muốn của con cũng giống như là ba bà cháu sẽ hy vọng một ngày nào đó thì may mắn gặp được nhà hảo tâm nào đó có thể giúp đỡ cho ba bà cháu có cuộc sống tốt hơn. Dạ, còn bây giờ thì con xin chào ông bà. Ê, Bảo Nhi bây giờ Thảo Nhi chào ông bà đi con. Chào ông bà nè. Rồi chúc gì ông bà nè. Ông bà khỏe. Nè con cầm quần anh, con cầm cho Thảo Nhi nói cho con. Chúc ông bà mạnh khỏe. Rồi gì nữa? Sống lâu trăm tuổi. Rồi gì nữa? Nhìn lên đây nè. Hết rồi. Chúc ông bà mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Hết rồi. Con có lời gì nói với ông bà cô chú không? Dạ con cảm ơn ông bà cô chú đã giúp cho ba bà cháu con vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Hiện tại là bà là không có mặn ra tiền đó mà cô chú anh chị, nên là cuộc sống của ba bà cháu thì chỉ nhờ được sự giúp đỡ của ông bà cô chú anh chị chậm sớm. Ngày hôm nay thì được sự giúp đỡ của chú Quỳnh Minh Châu, đó là một cái sự rất là cần thiết đối với ba bà cháu hiện tại. Một lần nữa thì cho con xin thay mặt cho ba bà cháu cảm ơn chú Quỳnh Minh Châu rất là nhiều. Con mong chú lúc nào cũng luôn được nhiều sức khỏe. Bây giờ thì con xin chào ông bà cô chú anh chị. Hẹn ông bà cô chú anh chị tiếp tục những video tiếp theo. Chào đi, con chào ông bà. Chào ông bà cô chú. Giỏi. Rồi bây giờ cô Trang về nha. Tiếp tục mình lại có tiền mua thịt ăn rồi. Dạ. Ừ, giỏi. Dạ, rồi giỏi. Con chào bà con về nha.